bạn, hiện nay một vấn đề đang được xã hội rất quan tâm, đặc biệt là các bạn sinh viên, đó là tỷ lệ thất nghiệp khá cao. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cùng ekip của mình làm cuộc khảo sát. Mình nghĩ là sẽ cần một phép màu nào đấy để có thể thoát khỏi trường hợp đó. Mình cũng hơi hoang mang về tình trạng thất nghiệp của sinh viên ra trường hiện nay. Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp là rất là cao đúng không? Mà mình nghĩ là thực ra là có cái ô to hay không ấy thì mới thoát được khỏi con số đấy. Mình thì không tự tin là mình thoát được con số không có ô đấy. Suy nghĩ của mình thì sẽ là tỷ lệ 50%.